Thưa quý vị, trên tay tôi là những mặt hàng rượu có thể nói là rất là phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán này. Tôi muốn đưa những sản phẩm này lại gần hơn với chị Thụy Vân. Chị thấy trông có bắt mắt không ạ? Vâng, trông rất là bắt mắt và nhìn như thế này thì thực sự là bày bàn thờ rất là đẹp vào dịp Tết anh. Chắc chắn là quà biếu cũng rất là đẹp nữa. Chị đoán là chai vang nho mà tôi đang cầm trên tay là khoảng bao nhiêu ạ? Thực sự là nhìn như thế này tôi không thể đoán được. Tôi nghĩ là tôi không thể đoán được ạ. Còn chai vang nổ mà chị đang cầm trên tay, nhiều người chắc chắn là sẽ mua nó với giá là có khi hàng trăm nghìn đồng ấy ạ. Vâng, đó là giá có thể nói là bình quân. Và thưa quý vị, chai vang nho trên tay tôi cầm chỉ có giá là 14.000 đồng. Còn chai vang nổ này có giá là 18.000 đồng. Chị Thụy Vân cũng như là quý vị khán giả không nghe nhầm đâu ạ. Bởi vì đây là loại rượu vang được sản xuất một cách siêu tốc tại một cơ sở ở quận Hà Đông, Hà Nội. Mà nếu như không cẩn thận thì rất có thể quý vị sẽ mua phải loại rượu này. Tại cơ sở này thì chai sành cũ được nhập về từ nhiều nơi, sục rửa một lần duy nhất trước khi được sử dụng để đóng rượu thành phẩm. Đầu tiên thì một lượng nhỏ dung dịch màu được rót vào chai, tiếp đến một loại dung dịch màu trắng có mùi giống như mùi cồn được đổ đầy vào chai. Trong khoảng 30 phút thì hàng trăm chai rượu thành phẩm được pha chế với công thức trên và được dán tem, nhãn, sau đó được quảng cáo là sâm panh hay là rượu vang nho hảo hạng. Theo tìm hiểu thì những sản phẩm này sau đó được phân phối về các tạp hóa ở nhiều vùng quê, xuất hiện trong cả các giỏ quà biếu Tết. Chính những nhân công tại xưởng pha chế rượu cũng cho biết là không dám uống thứ rượu này bởi chẳng biết thành phần pha chế gồm những nguyên liệu gì. Thủ đoạn của những đối tượng pha chế loại rượu vang siêu tốc này sẽ được chúng tôi phản ánh trong các chương trình Chuyển động 24 giờ tiếp theo. Xin mời quý vị chú ý theo dõi.